Xuân đến rồi bạn ơi, xuân ghé vào trái tim cho nỗi buồn còn lại, cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào bình nhà, ươm thả vòng ước mơ cho trái tim mà cười, cùng mùa xuân rào khắp phố nhà. Xuân nhớ sắc hoa dịu dàng, chúc an gia tài lộc ngập tràn, công thành danh toại thịnh vượng an khang, gia đình hạnh phúc đồng hoàng, bước sang năm mới rộn ràng niềm vui. Nếu mà đang trên cái đà này á, thôi mở homestay thiệt luôn đi. Đảm bảo hả, khách sẽ nườm nượp, mà tụi em có thời gian tụi em cũng sẽ về thăm nữa. Nói thiệt với em nghe, tụi nó làm khó làm dễ hoài à. Làm gì nữa làm. Chính vì như vậy á, Tám mới kêu con trai á, con dâu của Tám á, về ngồi với nhau lên kế hoạch chuyên nghiệp đàng hoàng, thấy không? Mà em nói nghe, làm gì làm phải giữ mô hình đơn giản này nghe, bám vào đây mà phát triển, đừng thay đổi gì hết trơn á, tại vì thích dữ lắm. Đúng rồi. Dạ. Để từ nhỏ về rồi chị bàn. Đúng rồi. Rồi tính nghe. Dạ 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 dạ. Rồi cứ quyết định vậy đi. Nghe. Chết rồi, chết rồi. Gì vậy? Chết rồi hai chị ơi. Hả? Cái gì vậy? Chết xuống. Rồi. Chị xuống đây. Chị xuống đây. Bình tĩnh rồi xuống rồi xuống. Nói. Trời ơi. Nói chị. Thằng Hai Hổ. Hả? Sao? Sao? Nó. Trời ơi. Nó tính là bà cái kế làm khách mình trả phòng á, nó sẽ dẫn thằng Hai Nhân tới bắt quả tang là mình đang kinh doanh chứ không phải là họ hàng đến chơi. Trời ơi, thôi chết rồi, thằng này đúng là quá đáng mà. Giờ sao chị? Ai biết giờ sao Tám? Thằng Hai Hổ này. Dạ kính thưa cô bác anh chị thân mến, trải qua bao nhiêu sóng gió đã tích góp được nhiều niềm vui, có thể nói đêm nay là đêm cuối chúng ta được quay quần bên nhau, sáng ngày mai là chính thức kết thúc tour. Con Trung, Điền, Mừng, Mai xin thay mặt cho tour ăn Tết miệt vườn cảm ơn các ông bà cô chú đã chọn nơi đây luôn sát cánh và thông cảm cho tụi con trong suốt thời gian qua. Dạ. À, vỗ tay. Dạ, con thay mặt cho nhóm ăn Tết miệt vườn xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như sau này homestay của tụi con chính thức đi vào hoạt động, một phần là do sự ủng hộ của tất cả mọi người từ tận đáy lòng của tụi con. Xin cảm ơn vì tất cả. Tụi trẻ bây giờ giỏi quá trời. Lời cảm ơn chúng tôi đã nói qua đoạn phỏng vấn rồi. Giờ tôi muốn hỏi mấy cháu tính sao cho vụ ngày mai. Dạ ngày mai mọi người cứ ra về bình thường, mọi chuyện cứ để tụi con lo. Có gì nhờ ông bà cô chú anh chị ở đây ra sớm tầm nửa tiếng hay một tiếng gì đó là được. Không được. Giật mình bà. Tụi tôi đã ở đây lâu rồi, gắn bó với nhau như gia đình, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết chứ sao để mấy đứa mình được, đúng không? Trời ơi, bà ủng hộ tụi nó mà tôi tưởng đâu bà quýnh bốn đứa nó chứ. Tôi phải nói vậy mới thể hiện sự nhiệt quyết không ơi. Dạ các cô chú cứ yên tâm ra về. Các cô chú được ra về trót lọt là tụi con mừng lắm rồi. Dạ. Chuyện còn lại cứ để tụi con tự thu xếp. À, vậy thôi mình gạt hết chuyện này qua một bên đi, đêm nay mình quẩy hết ra cho mọi người. Không, tụi con có nấu một nồi cháo gà để đãi cho cả nhà mình đêm nay, bây giờ tụi con dọn ra nha. Dọn đồ ăn ra nhậu đi con.
Từ ngày kéo vali vô nhà chị tới ngày bước ra có mấy tuần à, mà nó nhiều sự kiện như bao nhiêu năm trong đời tôi nó dồn lại vậy đó. Mà vui ha chị ha? Chị vui là được rồi. Phải, tôi vui lắm. Mọi năm mà cứ nghĩ tới Tết là tôi buồn lắm. Tôi thấy mình cô đơn, không có màng tới bánh mứt gì hết. Tôi thấy đời mình như hết rồi, như sống chờ chết gì đó. Tôi nói với chị nè, những niềm vui nhỏ cũng rất đáng giá. Cuộc đời mình là những niềm vui nhỏ cộng lại, đúng không? Phải. Từ nay vui rồi, nay mai tôi xuống hoài ha. Chị nhớ xuống nha. Tại ảnh mở cái lớp tình thương ở đây nè. Coi như mình là chị em một nhà nha. Dạ, chị uống nước đi chị. Mai tôi về rồi đó. Anh không có gì để nói với tôi hết hả? Có chứ. Thảo về mạnh giỏi nghe. Anh ế dở chắc luôn. Mẹ tôi cũng hay nói vậy hoài. Cảm ơn anh Lân nha. Sao tự nhiên Thảo cảm ơn tôi? Cảm ơn thời gian vừa qua đã cho Thảo biết thế nào là tình bạn chân thành. Có gì đâu Thảo. Cuộc đời mà, Thảo không gặp Lân thì Thảo cũng gặp người khác thôi. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, quan trọng là đúng người đúng thời điểm. Thảo có suy nghĩ là cuộc sống của mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Vì lúc đó Thảo không thể nào diễn tả được nỗi đau và sự tuyệt vọng của mình. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cảm ơn Lân nha. Cảm ơn Lân vì tất cả. Có gì đâu, còn rất nhiều người mà Thảo cần nói cảm ơn mà. Những anh chị trong tour du lịch ăn Tết biệt vụ của mình á, giống như chị Mai, anh Điện, anh Trung, anh Long, rồi tất cả bà con chòm sống ở đây nữa. Tất cả họ ở đây đều là những người dân chất phác thật thà. Nếu như mà Thảo có thời gian sống ở đây lâu thêm á, Thảo sẽ cảm nhận được nơi đây là vùng đất rất bình yên và đáng sống. Tôi về trước đó. Ủa Thảo, để tôi đưa Thảo về. Thảo, Thảo, Thảo. Cô. Mẹ. Hai đứa mới về hả tụi con? Dạ. Mẹ chưa ngủ hả? Chưa. Về rồi hả con? Dạ. Hai đứa đi chơi vui không vậy? Dạ vui lắm cô. Vậy hả? Con mệt không? Dạ con mệt. Con xin phép cô vô ngủ trước. Thôi mệt rồi vô ngủ đi. Dạ. Nghe cô dặn nè, mai con về thành phố á, đừng có thức khuya quá nghe không? Không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ con biết rồi. Con cảm ơn cô. Cô cũng giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có làm việc quá sức. Cô biết rồi. Con cũng vậy. Dạ. Thôi con xin phép cô. Con vô trong xếp đồ. Vô đi con. Dạ. Con vô nha mẹ. Con đứng lại. Lân. Lân. Đi đâu vậy? Dạ. Ra đây coi. Gì vậy mẹ? Ra đây. Lẹ đi. Xong vô ngủ mẹ. Ngủ gì giờ này? Để mẹ hỏi chứ. Người ta tò mò muốn chết à? Để người ta đứng đây hả? Sao cuộc đời mà có nhiều câu hỏi dành cho con quá vậy? Trời ơi, người ta thắc mắc thì người ta phải hỏi chứ, con nói gì kỳ vậy? Rồi, mà chuyện gì mẹ hỏi đi. Thì đi chơi vui không? Dạ, vui mẹ. Chốt đơn chưa? Mẹ đặt hàng gì hả mẹ? Hàng đặt gì? Hàng gì để con biết, con coi lại kiểm tra đơn hàng coi chốt chưa. Hàng gì? Ý mẹ hỏi là con chốt đơn nó chưa? Con nói chuyện với nó chưa? Chứ sao à, mẹ thấy nó quỷ đơn á, dọn thẳng về trển vậy. Hôm qua cổ nói vậy. Mẹ cũng đứng ra nói giùm rồi. Thì đó. Thì mẹ cũng thấy rồi đó. Kết quả chốt vậy rồi thì quyết định vậy đi. Trời ơi, bực cái thằng này ghê vậy đó. Mẹ nói thì mẹ nói vậy đó. Nhưng mà ngày mai người ta về rồi, cho nên hôm nay đi chơi là con cũng phải nói cái gì đó, mà cũng phải uyển chuyển sao đó, cho người ta biết là mình đã dương vấn người ta rồi, người ta dương vấn ngược lại mình. Mình phải có sự hẹn ngày gặp lại chứ con. Sao vậy? Rồi sao? Chẳng lẽ cái chuyện đó con cũng phải để mẹ nói giùm con luôn hả? Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ nói thiệt nghe,
Cuộc đời của con á, con định hướng biết bao nhiêu đứa trẻ rồi. Vậy mà cuộc đời của con á, sao con mất phương hướng vậy? Ở đó mà suy nghĩ đi. Nhìn con, mẹ thấy mất sóng, mất wifi rồi. Ủa? Đâu phải con không muốn nói đâu, mà mỗi lần định nói ra là mở miệng không được. Chào mọi người, tôi là Đài Trang. Chính tôi là người đã tố cáo Tu ăn Tết miệt vườn, làm ăn tất trách. Hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn làm cái clip này để đính chính. Chị hai ơi cái gì vậy? Lẹ ra coi nè. Chị hai, lẹ lên. Trời ơi, cái gì? Lên. Cái gì vậy? Đây. Có biết là hôm qua 2 giờ chị hai mới được ngủ không? Nè, coi này tỉnh ngủ liền à. Coi cái gì? Đó, coi đi. Đó. Tôi xin lỗi mọi người vì những tư thù cá nhân, vì những ghen tu mà tôi đã tố cáo quan, làm ảnh hưởng các anh chị ở trong đó. Tỉnh ngủ đúng không? Cái thằng này. Cái gì? Nãy giờ sao không chịu cho hai coi sớm? Trời, bà hai này bà nói chuyện hai lời vậy, lời mặt liên tục vậy. Mama. Gì? Gửi chị Mỹ An liền cho hai, nhanh. Dạ, gửi liền hả? Ờ, mà khoan, giờ muộn rồi. Bây giờ gửi có tác dụng gì nữa không? Gửi liền cho hai đi, nói nhiều quá, nhanh lên. À, rồi. Trời ơi, nhanh lên. Đau, đừng vỗ. Đau quá nè. Thật ra anh Điền và chị Mai đã làm nên một cái tour ăn Tết miệt vườn vô cùng ý nghĩa. Chiến ơi. Lại biểu lại đây. Dạ, anh hai gọi em à. Mày coi nè. Đó, mày coi đi. Họ đã cho du khách của mình cảm nhận được một cái Tết như thế nào là Tết truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó, mày coi nó được không? Em thấy được mà anh hai. Ủa là sao? Anh hai nghĩ đi. Em Trang á, là một đứa vừa giàu, vừa ly, vừa chảnh nữa, mà còn biết suy nghĩ lại để hướng thiện. Huống gì anh em mình hả anh? Là sao? Anh hai biết không, bao nhiêu lâu nay á, em theo anh hai, phụ anh hai làm gầy dựng hôm tây, làm du lịch. Mà anh hai cứ xúi em làm du côn hoài. Thôi, em không làm nữa đâu. Là sao? Em nói thiệt, giờ em ra đường ai cũng ghét em, thậm chí mấy đứa con nít gặp em nó còn cười nữa. Thì đó, sống ở đời có kẻ ghét người thương, có nghĩa là người ta ghét thì người ta ra mặt, mà còn những người mà gặp mình á là ta cười, là ta vui vẻ, hiểu không? Không phải đâu anh hai. Cười gì nè? Cười sao? Trời ơi, khổ quá. Nhưng mà ý mày giờ là sao? Em rất là biết ơn anh hai, bao nhiêu lâu nay đã cưu mang dạy dỗ em. Mà em thấy ông bà mình nói đúng anh hai, quay đầu là bờ. Em không làm nữa đâu, em muốn quay đầu thôi. Em rút quá. Trời đất. Ê Chiến. Sao hai đứa này nó nói có một câu vậy ta? Quay đầu là bờ. Quay đầu thấy toàn là đứa không à cha. Khổ ghê. Ai buồn sao câu, ai đau trong lòng, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn, ai đau lẻ loi. Ai... Người dân ở trong đó rất là hòa thuận và hiếu khách. Nếu như có dịp, mọi người hãy đến và trải nghiệm tour ăn Tết miệt vườn để cảm nhận được hết những gì tôi nói. Thiệt cái tình, đây mới đúng là Trang của Chung nè. Trang nhân hậu hiền lành dễ thương của tôi nè.
là tôi mới nói vậy. Chứ những người ở đó họ rất là chu đáo và nhiệt tình. Nếu như có dịp, mọi người hãy đến đó và trải nghiệm tôi ăn Tết miệng hay quá. Đó, cô thấy chưa? Tôi đã nói rồi, tôi nhìn người là không có sai đâu à nghen. Nhỏ này được à nghen. Gan dạ, can đảm, hảo hán nữa. Ít có ai khi làm sai rồi mà đứng ra xin lỗi công khai như vậy lắm. Tám nói rất đúng. Tính ra con nuôi của Tám cũng là một người biết điều á chứ. Vậy mà hôm bữa em hơi quá, nó hơi nhiều á. Tám đừng giận em nha. Trời ơi thôi, giận dỗi gì cũng biết nữa. Vậy là năm nay suôn sẻ đôi đường rồi ha. Dạ, suôn sẻ suôn sẻ. Giờ mình uống miếng trà ấm lòng nghe. Nói ra được sự thật này, tôi thấy rất là nhẹ lòng. Năm mới, tôi xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi. Thấy vậy cũng coi được ha. Mà hình như em cũng hơi quá chứ bả. Phải chi gặp lại để em cảm ơn bả một tiếng. Nhờ có bả mà em mới biết tha son không bị lem ra ngoài môi. Ý, lem miếng son nè. Lên coi. Mừng quá mấy anh chị ơi. Em đã gửi cho chị KOL cái clip mà chị Đài Trang nói là sự thật á. Bây giờ chị nói là chị sẽ giải quyết vụ này và đính kèm video luôn. Dạ. Còn mấy tiếng nữa thôi là khách họ về. Bây giờ ngoài cái chuyện gửi clip để xác định thật hư như vậy thì tụi mình còn biết làm gì nữa đâu. Tao thấy vậy là tụi mình cũng thành công lắm rồi đó. Tụi mình làm chơi chơi mà có được quá trời kinh nghiệm luôn. Bây giờ nếu có lỗ á thì coi như đó là tiền học phí đi. Mày nói đúng á, tụi mình còn trẻ mà, đâu lo chết đói đâu. Mấy ông có kéo xuống thu hết tiền á thì mình nộp phạt thôi, sợ gì. Ủa Lân, em tính tiền hết chưa? Dạ mấy anh chị nói là đúng giờ mới tính nên em chưa tính. Tính luôn đi, chứ công sức của mấy anh em mình quá trời nhiều. Với lại á, mọi người có xuống bếp đứng thử đi rồi biết cực cỡ nào. Thiệt cái tình luôn á, mấy người sướng lắm á nha. Lấy được thằng Điền á là lời quá lời luôn rồi đó. Ê, My An gọi nè. Nghe đi Điền. Anh nghe nè My An. Em nói làm sao? Cái clip nó được phục hồi rồi hả? À, quá tốt vậy. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chừng nào mà tụi anh làm thiệt á, tụi anh sẽ thông báo cho em nha. Rồi rồi, rồi chào em. My An nói á, video đã được phục hồi rồi. Hay quá hả? Tốt quá rồi. Thì chuyện này trước sau gì cũng vậy thôi. Cậu nói á, là hiệu ứng sau cái clip đính chính của Đài Trang rất tốt. Phản ứng của cộng đồng mạng rất là tích cực. Nên cậu quyết định là phục hồi cái đoạn video đó. Vậy thì hay quá rồi. Cô ơi, con về nha cô. Con đi sớm đi, để lỡ lát có xảy ra chuyện gì mệt nữa đó con. Thật lòng con không có đành rời khỏi đây. Vì cô và mọi người ai cũng đối xử với con tốt hết. Mà thôi, con chờ đi. Thằng Lân nó về nó đưa con đi chứ. Không lẽ con đi bộ đi ra bến xe. Ủa mà nó không có nói gì với con là nó về nó chở con đi hả? Được rồi cô, ảnh đang lu bu, tội nghiệp ảnh. Con tự bắt xe ra ngoài là được rồi. Thiệt cái thằng này. Thôi giờ chót cô cũng nói luôn, thằng Lân nhà cô á, nó cũng khô khan ngây ngốc lắm. Nó đinh ninh á, là con chịu nó. Là con chịu nó rồi á. Chắc nó cũng tự nghĩ là con tạm rời đi, chờ đến lúc nó lên nó đón con về, nên nó chưa có nói lời chào gì với con hết. Con đừng có hoang mang lo lắng nghe con. Dạ con hiểu mà cô. Con sẽ chờ ảnh liên lạc với con. Lên tới nơi á gọi điện về nghe không? Thôi không còn sớm nữa, con đi đi. Dạ.
Đi đi con. Mọi người về giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thôi mình đi ba. Chị Tám, gặp nhau đúng là cái duyên á. Nay mai em xuống chơi nữa nha. Hên sao có vụ xây trường học, chắc chắn là mọi người phải xuống một bận nữa rồi. Phải xuống. Tôi chờ em đó nghe. Tám yên tâm, không có cái lớp tình thương đó tụi em cũng xuống nữa. Vậy hả? Dạ. Bị nào giờ á, chưa có cái Tết nào mà vui, chưa từng thấy như cái Tết này. Hứa nghe. Dạ. Đừng có lừa dối Tám nghe. Không có đâu Tám, em thương Tám nhất mà. Linh. Dạ. Lần sau đi với bác nghe. Nhất nhất là phải bên cạnh bác nghe. Chứ không có con là bác không đi đâu được đâu nghe. Dạ bác yên tâm. Dạ bây giờ cái gì cũng linh linh hết á. Ganh tị hay gì. Chị Tám, tôi đại diện gia đình cảm ơn chị nghe. Lúc tụi tôi xuống đây á, có 3 thành viên à. Bây giờ về á, 6 thành viên là nghe. Quá lời phải không? Nhưng tôi lo lắm. Chị lo gì? Lo là mọi người về hết rồi ở đây vắng như chùa Bà Đanh chứ gì. Đồng quen rồi. Vài bữa tôi với cô Loan xuống giờ. Cảm ơn chị Tám nhiều nha. Tôi chỉ lo một lát nữa mấy cháu đối phó với chuyện kia làm sao. Tôi lo quá. Trời ơi chết rồi. Từ hồi nãy tới giờ lo chào tạm biệt không mà quên mất. Không lẽ mình bỏ tôi nhỏ vậy sao ta? Bây giờ biết làm sao giờ. Cô chủ có muốn giúp mấy bạn con không? Muốn chứ con. Dạ con chào mọi người. Dạ chào cả nhà. Ủa mọi người. Dạ sao cô chú nhìn thủng thẳng quá vậy? Con tưởng là giờ này cô chú đã lấy hành lý về rồi chứ. Coi như cùng chơi thì cùng chịu. Mấy cô bác ở đây muốn ở lại với tụi con cho đến khi xong chuyện. Thật sự con cũng không hiểu sao nữa. Mình chỉ tổ chức một cái tour ăn Tết biệt vườn đầy ý nghĩa như vậy mà cũng làm khó làm dễ mình nữa. Thôi bây giờ kệ đi. Ai muốn nghĩ sao nghĩ. Thanh giả tự thanh. Dạ con thay mặt cả nhóm xin cảm ơn tấm chân tình mà ông bà cô chú đã dành tặng cho tụi con. Rồi chào cả nhà. Quả tới nữa rồi. Coi tôi xử nó nè. Chào bác Tám. Qua đây làm cái gì hả? Thì con bữa nay qua đây. Mày qua mày phạt tụi nó nữa phải không? Giờ mày ngon mày phạt đi. Thấy hay hỗn chọc mày không? Mày nói đi. Mày nói. Dạ thiệt ra là. Nói. Chú có coi cái clip còn nhỏ đó không? Con Trang nó đã thú nhận nó khai là nó làm bậy rồi. Mà tôi nói thiệt, tôi chưa từng thấy một cái tour nào nó ý nghĩa, nó lạ mà nó bài bản như cái tour này. Vậy mà không hiểu sao bị phá, bị đám chọt hoài. Trời ơi, con qua đây con chưa nói được câu nào mà mọi người la con xối xả luôn. Ai biểu trước đây, mày hâm he mày phạt mấy đứa nhỏ, hả? Ai phạt, phạt hồi nào? Thật ra bữa nay con qua đây con muốn nói mọi người muốn làm gì thì làm đi. Bác Tám á, nói với điện qua Tết á, muốn làm gì á thì lên sở văn hóa du lịch á. Xin giấy phép, muốn làm gì thì làm. Vậy thôi. Là sao ta? Là sao mày đi chơi vậy Tám? Nó nói gì em? Là sao Tám? Là sao anh Nhân? Trời, còn chẳng sao gì nữa. Bữa hai đứa lên cầu cứu anh Bảy mà anh không có nhà. Sau khi ảnh về á, ảnh đọc được những thông tin, ảnh nói rất phù hợp với chủ trương của tỉnh. Cho nên á, mọi người cứ làm đi. Có gì á, anh đứng sau anh hậu thuẫn cho. Miễn sao á, phát triển nền kinh tế văn hóa của tỉnh mình là được rồi. Ôi trời đất ơi. Vậy là năm nay bà con mình vạn sự như ý rồi. Đẹp mơ đẹp. Thiệt. Đang vui đang lành, đang rần rần như vậy, tự nhiên kéo nhau về thành phố hết trơn hết trọi, làm mình hụt hẫng dễ sợ. Mẹ. Ủa con. Trời ơi, sao giờ con mới chịu về? Dạ con canh đúng giờ là về ăn cơm với mẹ nè. Nhưng mà con chỉ nghĩ tới chuyện về ăn cơm với mẹ thôi hả? Dạ đúng rồi. Chứ trong đầu con không có nghĩ gì khác nữa hả? Chuyện gì khác? Con hoàn toàn không biết chuyện gì khác ngoài mẹ hết á. Con biết tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Con Thảo nó đi rồi. À, vậy bình thường mà mẹ. Thảo đi chơi xíu Thảo về. Nó đi tới một tiếng rồi đó. Một tiếng đi rồi. Một tiếng rồi hả? Ừ. Cũng bình thường mà mẹ.
Trời ơi, có nghĩa là nó đi mà nó xách vali, nó gom hết đồ á. Dạ. Là nó đi luôn, đi thẳng lên thành phố á, hiểu không? Thì về thành phố luôn chứ vậy đúng không mẹ? Bình thường mà mẹ. Trời, sao nói? Trời đất ơi, mẹ nói mà tại con không tập trung thôi. Cứ được thì con hả? Tưởng là đi đâu đó, đi chơi chút xíu rồi quay lại, con có biết đâu. Trời ơi, nó xách vali vậy là nó đi về luôn chứ. Nó đang ở nhà mình mà nó đi đâu? Trời, mẹ chết con rồi. Sao mẹ không cản cô lại? Trời ơi, mẹ đâu có đủ cái tình ý mà mẹ cản nó lại đâu. Con mới là người cản nó lại mới đúng á. Với lại bây giờ mẹ cản nó ở lại đây nè. Lỡ như ông Nhân ổng qua, ổng kiếm chuyện, ổng phạt nữa rồi sao? Bây giờ cản cô đâu có kịp nữa. Cô đi được một tiếng rồi. Kiểu này là lên xe trên đường về thành phố luôn rồi. Còn cản gì nữa. Chết con rồi. Lân à, con làm sao vậy hả Lân? Mình là người đàn ông mà, con phải có niềm tin vào tương lai chứ. Dù cho cái gì có sập xuống đi chăng nữa, cho nước có khô cạn đi chăng nữa, cho rừng không còn cây đi chăng nữa, nhưng nếu như còn tia hy vọng nó nhóm lên như hạt cát thôi, còn hãy thổi để cho nó cháy bùng lên cho mẹ. Nó cháy bùng lên tia hy vọng đó của con thì con mới làm được cái điều mà con thích chứ. Mẹ, chuyện gì? Con cảm ơn mẹ, những lời của mẹ nói như chân lý soi sáng lòng con. Con hiểu rồi đúng không? Nãy giờ mới nói gì vậy? Cái thằng quỷ này nói như vậy mà con không hiểu nữa à? Nãy giờ nói có hiểu gì đâu trời. Thôi mẹ nói phàm tục luôn nè. Bây giờ lấy chiếc xe rồi chạy tốc độ nhanh đi, nhưng mà an toàn. Đi ra đó đưa nó ra bến xe giùm. Đón được đâu ở đầu đường thì đưa nó ra bến xe giùm. Rồi nói hết cái nỗi lòng của mình, nói hết tình cảm của mình cho nó nghe. Trời mẹ, nãy giờ không nói luôn cho rồi là mất 15 phút cuộc đời con à. Như vậy là tao đã nói cho mày nghe rồi. Cái thằng này chạy cẩn thận nghe không? Dạ. Rồi à, nói với nó hứa hẹn gì đi rồi đưa nó về đây nghe không? Trời ơi, con biết rồi, đừng nói nữa. Con đã đói lắm rồi. Từ từ. Thảo còn đây hả? Cẩn thận. Thảo, trễ quá, tôi tưởng Thảo trên xe về tới thành phố rồi chứ. Ý muốn tôi về luôn chứ gì. Vậy chạy xuống đây làm cái gì? Sao không chạy thẳng ra bến xe luôn đi? Thì tôi chạy ra đây tôi tính cầu mai thôi. Chứ tôi không có ý muốn là Thảo về đâu. Tại tôi sợ Thảo đợi lâu quá tôi xót. Nếu là người khác là tôi đi rồi. Tại cái đồ chậm lụt như ai đó cho nên tôi mới phải ráng đợi nè. Thảo, ráng đợi tôi thêm một thời gian nữa nha. Tôi sắp xếp công việc xong hết rồi á, tôi sẽ lên đó thưa chuyện với ba má Thảo để đón Thảo. Anh nói thiệt hả? Tôi đợi câu này của anh mấy bữa nay rồi đó. Vậy thôi, lên xe đi. Tôi đưa Thảo ra bến xe. Được rồi. Gặp nhau rồi, anh về đi. Ủa, vậy Thảo tính đi bộ ra bến xe hả? Ở đây ra bến xe là 10 cây số lận á. Thảo đi nổi không? Tất nhiên là không rồi. Vậy thôi lên xe đi ha. Đi. Hên thiệt, nếu không là tôi tin lời ông Suối rồi. Cũng may định đi thì nhờ nhận được điện thoại của anh Bảy. Anh Bảy nói là cái mô hình này cần phải được phát triển. Hai hộ à, không phải là tôi không hiểu ý đồ của ông, nhưng tôi nghĩ ông nên dừng lại đi. Đấu đá vậy hoài không có tốt cho ông đâu. Bây giờ chủ trương của cấp trên dựa vào thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế đôi bên, rồi giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp nữa. Tụi trẻ giờ nó giỏi lắm, ông cần phải học hỏi tụi nó để phát triển cơ sở làm ăn của ông nữa. Đó mới là hướng đi đúng đắn, đúng không? Phải nhắc tiền nhắc bạc hay quá. Mới nhắc tụi nó tới rồi kìa. Phải chi tụi nó quy ra tiền thì hay biết mấy. Dạ. Hai đứa. Chào chú hai. Chào anh Nhân. Chào anh hai. Chào anh Nhân. Chào hai em. Giờ hai bên nói chuyện với nhau, bàn bạc hợp tác làm ăn đi. Để đặc sản du lịch miền Tây của tụi mình nó càng ngày càng phát triển, để tôi còn hưởng ké thành tích nữa chứ. Thôi tôi về nghe hai hổ. Về đi anh Nhân. Về anh về nghe hai đứa. Tết dứt nhậu ít ít thôi nha ông. Biết rồi. Hai đứa ngồi đi. Dạ. Con trà nè. Chú hai nghĩ sao về chuyện đó?
Nghĩ gì mày? Thì cái chuyện anh Nhân vừa mới nói á, là hai bên mình hợp tác với nhau mở homestay ở cái vùng này, phát triển quê hương mình, cho cái xã mình phát triển lên, rồi tạo công ăn chuyện làm cho bà con xứ mình nữa. Thiệt ra tụi con qua đây á, trước là con muốn xin lỗi chú Hai. Bữa đó tụi con qua muốn trình bày chú Hai kế hoạch của tụi con, mà chưa kịp trình bày gì hết đã xảy ra cái chuyện hiểu lầm rồi. Chuyện này nó xỏ qua chuyện kia, chuyện bé xé ra to. Thực sự là tụi con làm thì làm vậy thôi, chứ tụi con chưa có kinh nghiệm, không biết mở lâu dài được không. Chính vì vậy con muốn cùng chú Hai hợp tác với chú Hai để phát triển và duy trì cái mô hình này. Hai đứa làm được mà, không cần rủ tao chi. Thật ra là làm thì cũng phải cần kinh nghiệm lâu dài của anh. Em đã nói ngay từ đầu, anh Hai có tiếng có kinh nghiệm ở đây nữa mà. Với lại anh có mặt bằng lớn nữa. Còn tụi em thì có ý tưởng mới, kết hợp lại là tuyệt vời lắm luôn á anh Hai. Vậy chừng nào á Bay quyết định làm chính thức á, thì qua đây tính tiếp. Dạ, con cảm ơn chú Hai nhiều. Vậy cảm ơn anh Hai. Dạ thôi, nhân dịp năm mới con cũng chúc chú Hai có thật nhiều sức khỏe nè. Vạn sự như ý, làm ăn phát tài nè, ngày càng tấn tới nha chú Hai. Dạ thôi, tụi con xin phép về. Dạ, em xin phép đi về. Đứng lại. Chúc Tết xong về khơi khơi vậy hả? Chứ sao chú Hai? Trời ơi, vậy là mày coi thường chú mày quá rồi. Dù sao á cũng là chú cháu với nhau, chúc Tết là phải có bao lì xì hả? Chúc là phải có lì xì. Chú làm cũng hết hồn á. Đó, lì xì cho con. Đó, lì xì cho dạ, em nè. Cảm ơn. Thôi, anh Hai. Nói chung là gì nè, từ trước Tết tới giờ á, anh Hai chưa có nói câu nào tốt đẹp với mấy đứa hết á. Bây giờ vậy nè, năm mới chúc Mai dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng sáng tạo, lúc nào cũng giỏi giang, để thực hiện được cái hoài bão tương lai của mình. Dạ ha. Cảm ơn anh Hai. Nói chung là có sức khỏe sẽ làm được tất cả. Dạ ha. Em cảm ơn anh. Còn con á, chúc con á luôn bền bỉ ý chí nè, luôn dồi dào sức khỏe nè. Dạ. Đó, năm mới tất cả những gì sẽ hành thông ha, đạt được những gì mình muốn. Dạ. Rồi sẵn đây cho chú gửi lời thăm má, rồi chúc má con luôn, chúc má con nhiều sức khỏe ha. Có sức khỏe là vàng. Dạ. Dạ. Vậy thôi tụi con về nha. Dạ, à, em nha. Về anh Hai. Dạ. Ơi. Ừ. Mùng 4 Tết, nhớ lúc xảy ra tùm lum chuyện hết. Mai nói Mai cảm giác á, là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Điền cũng bắt đầu thấy vậy rồi đó. Mai nhớ mà. Nhưng mà Điền có quyết định làm không? Làm. Mai có về không? Thì tất nhiên là phải về rồi. À, chút nữa có gì Điền lấy xe máy chở Mai về nhà nha. Được thôi. Nhưng mà về nhà trai hay nhà gái? Nhà trai. Long ơi. Ủa, mọi chuyện xong hết chưa mà về vậy? Xong hết rồi. Tất cả là nhờ bà xã của mày đó. Mày có phước lắm nha mày. Biết chứ. Thôi nhiều chuyện quá. Giờ đi về lo cho mừng đi kìa. Kỳ này á phải thưởng cho mừng nhiều nhiều đó nha. Biết rồi, để tranh thủ về chở bà đi chơi. Mấy bữa nay tất bật quá, mày cũng chở Mai đi chơi đi. Được rồi, để đi. Về nghe. Ok. Ráng đánh tao một cái nữa mày. Ông ơi, ông ơi ông. Cái gì vậy? Tin vui. Bà làm gì hớt ha hớt hải vậy? Có tin vui. Biết gì không? Ông nhìn đây nè, mấy đứa nhỏ nó mới gọi về. Nó nói Tết này nó thay đổi lịch trực rồi, cho nên là qua mùng nó về đây nó ăn Tết với tôi với ông. Vui ông ha. Sao vậy? Cái tin vui như vậy mà ông bình thường không có vui vậy trơn à? À thì tôi vui trong bụng. Ai như bà vậy? Niềm vui của tôi là niềm vui sâu sắc. Ai như bà cứ bù lu bù loa, sao vui bằng tôi? Vui quá ha. Tôi thấy như vậy, Tết nay cả gia đình mình đoàn tụ nè. Hay là ông dẫn cả gia đình mình đi tắm biển đi. Đi Vũng Tàu ha. Nè, vậy bà phải hứa cho tôi một chuyện, tôi mới đồng ý tắm biển nha. Hứa gì? Đổi đi, đổi mới đi. Lần này để tắm biển không có mặc bà ba nữa, mặc bikini đi. Thôi khỏi đi, đi lên Đà Lạt đi, để cho tôi bận hai ba bộ hen. Ủa vậy hả? Trời, vậy mà cũng được.
Bây giờ em nó có thời gian rảnh để ngắm trời ngắm đất á. Ngắm anh nữa chứ. Anh á thì lúc nào mà em không ngắm. Em nhớ cái lúc mà anh mang nón cho em á, nhìn anh đẹp trai dễ sợ luôn á. Có hôm đó hả? Nhưng mà đôi lúc á, anh cảm giác trong mắt của em chỉ có bóng dáng người khác thôi. Bộ anh ghen hả? Còn em á, cũng có lúc thoáng chốc em tự hỏi không biết mình có chọn sai hay không. Anh biết chứ. Em nói ra thật như vậy anh thấy nhẹ nhõm. Rồi cuối cùng câu trả lời là sao? Câu trả lời hả? Dĩ nhiên câu trả lời là không rồi. Anh á, lúc nào cũng hơn em, cũng hiểu em, có thể chỉ dẫn cho em mọi chuyện. Mặc dù á, là anh chỉ hơi ghen một chút xíu thôi, nhưng mà em biết là anh làm như vậy là vì thương em. Em còn biết á, là anh âm thầm giúp cho Điền, còn kêu mọi người ở lại để Điền không cảm thấy bị trơ trọi. Em cảm kích và tự hào về anh lắm luôn á. Anh nói cho em biết à, anh ghen muốn điên luôn đó. Hả? Bề ngoài giả bộ cứng rắn vậy thôi, nhưng mà bây giờ anh ước lượng được tài sản của mình rồi. Tài sản? Tài sản của anh là gì? Ngay lúc này, tài sản lớn nhất của cuộc đời anh là em đó. Tài sản vô giá. Nói gì thì nói, anh cũng phục thằng Điền lắm em ơi. Có loài người kinh doanh đi lên bằng sự luồn lách và lọc lõi, cũng có người trụ vững bằng niềm tin và sự trung thực. Điền thuộc dạng thứ hai. Phải. Tụi mình thiệt là may mắn khi có người bạn như vậy anh ha. Mừng hơn nữa là tụi mình còn giữ được nhau. Anh, nếu mà em quyết định về đây làm á, anh có lấn cấn gì không? Thì anh đưa em về, anh sẽ có cơ hội thăm má nhiều hơn nữa, biết chưa? Hôm nay anh thấy vui lắm á. Vẫn còn Tết mà, mai vẫn còn rực rỡ nè, trời vẫn còn thơm khí xuân. Đúng rồi, anh thấy mai nở nhiều lắm mà còn thơm nữa. Anh, cái vụ lớp học tình thương á, không mấy anh em mình tự làm luôn đi, khỏi kêu ta phụ. Cái thằng này, kể từ lúc có tình yêu sung hẳn ra. Làm được không? Trời, làm được chứ. Thì bây giờ em sẽ làm thợ phụ, còn anh phụ cho em. Anh còn phụ hơn chứ phụ nữa hả? Ý em là em phụ những gì lạc vặt, còn anh làm thợ chính. Sắp có vợ rồi mà vẫn còn dính tới anh nữa. Thiệt cái tình nè. Mà nè, tự làm vậy á, sau này có cái kể cho con nghe cũng hay ha. Rồi con trai hay con gái vậy? Trai gái em chưa biết, nhưng mà em tính là làm cho kịp hè, tại vì qua hè là em lên trển ở rồi. Vụ đám cưới thì sao? Thì mình làm vài mâm đơn giản thôi, mời họ hàng trong nhà. Cưới nhau hai đứa tính ở đâu? Sau đám cưới thì em tạm thời ở nhà Thảo, để cho đứa nhỏ cứng cáp chút, rồi Thảo sẽ về đây để kiếm công việc gì đó làm. Với lại em thấy dạo gần đây nè, ở trong xã mình á, cái nhu cầu xài máy tính cũng tăng cao, em thấy cũng thích hợp. Anh thấy hai đứa tính vậy cũng ổn á. Thôi ráng lên đi. Dạ. Không ngờ cái thằng ế nhất nhóm lại là cái thằng lấy vợ sớm nhất. Thiệt cái tình. Anh hả? Vậy anh tranh thủ lúc mà đám cưới em á. Anh địa địa mới có bưng quả coi sao. Cái thằng anh đâu phải dạng người vậy đâu. Ủa, bữa nay em mặc áo dài đẹp quá à. Đẹp hả? Đẹp. Chọn hai cái áo màu vàng này hợp ghê. Hả? Ê, có cặp có đôi đi đâu mà vỗ quá vậy? Trời ơi, chờ đâu dưới coi. Chú Đệ Phụ, ăn bận đẹp quá mà sao đi có mình nên vậy hả chú Đệ Phụ? Tự nhiên nhắc tới cái buồn ngang. Bây giờ trong nhóm đứa nào cũng có cặp có đôi, trong khi á, cái đứa đẹp trai nhất lại lẻ loi một mình. Ai đẹp trai nhất? Thì tao đẹp trai nhất. Chim lẻ mày. Mặt ông đẹp trai vậy đi mình chắc buồn lắm ha. Thôi ráng đi, tôi biết buồn rồi. Ráng đi qua tới bển để kiếm em nào giới thiệu cho. Thôi khỏi, cảm ơn. Hai người tốt quá à. Để nó qua bển coi có ai để ý nữa không.
Thôi thôi thôi, không cần làm mai làm miết giới thiệu dễ đó. Tôi chỉ có một người duy nhất thôi. Nó nói nó đẹp trai nhất mà, để coi có ai để ý nữa không. Anh kia. Ừ? Ừ. Ba người làm gì mà đứng đây lâu quá vậy? Tôi chờ lâu gần chết à. Thiệt cái tình. Coi coi, cô dâu tới rồi kìa. Cô dâu tới ra rồi đó. Cô dâu phụ là phải đi với chú rể phụ. Mình đi, mình đi. Thôi tụi tao qua bển trước nghe. Thôi đi nha, đi nha. Qua bển trước á, qua bển trước nha Trang. Ủa, ủa. Đại Trang. Ừ, làm gì nhìn dữ vậy? Cuối cùng em cũng đã quay trở về. Em về đây là tại vì em nhớ anh đúng không? Không, tôi về tôi đi đám cưới. Nghĩ sao vậy? Nhìn em xuất hiện trong tà áo dài, tự nhiên tim anh bồi hồi hạnh phúc quá. Hôm nay làm chú rể cũng đẹp ha. Dễ gì, bữa nay anh đâu làm chú rể, làm phụ rể thôi. Nếu mà anh làm chú rể chính, chị em mới được làm cô dâu của anh thôi. Cái gì? Anh nói chuyện tương lai thôi, còn hiện tại anh vẫn là phụ rể. Nghe nói là nhóm mọi người định làm homestay đúng không? Vậy thì có muốn hợp tác với Đài Trang này không? Hợp tác với em hả? Ừ. Muốn em muốn cái gì cũng được hết á. Đi đi, tụi mình hợp tác với nhau lập cái homestay đi. Nếu mà em lo lắng á, lại chơi đám cưới của thằng lớn đi. Em sẽ thấy anh là một cái thuyền hoa lộng lẫy, xuất sắc luôn, đẹp lắm. Còn nếu em muốn hợp tác làm chuyện khác á, anh cũng có thể hợp tác được. Hai đứa mình có thể hợp tác làm. Thôi biết rồi, biết rồi, biết rồi. Bây giờ mình đi đám cưới đi. Không, đi đám cưới đi rồi tính. Không phải em nghe anh. Dạ, đám cưới đi rồi tính. Không, anh nghĩ là mình cứ hợp tác với nhau đi. Là chỉ có nhiều cái hay ho lắm. Rồi có gì á, mình sẽ bàn sau ha. Nhiều khi em sẽ có một tấm lòng xuất sắc với anh gì đó. Trong người dậy nhảy lắm nha. Hôn đi. Bạn ơi, xuân ghé vào trái tim cho nỗi buồn còn lại, cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào bình nhà, ươm tha vòng ước mơ cho trái tim mà cười, cùng mùa xuân rào khắp phố nhà. Xuân nhà dịu dàng, chúc an gia tài lộc ngập tràn.